Giang nghĩ là nếu như các bạn còn trẻ thì hãy bắt đầu với một cái suy nghĩ rằng là chúng ta đang làm cho chính mình, chúng ta đang học cho chính mình để chúng ta sẽ xây dựng cuộc sống tự chủ sau này mà chúng ta mong muốn. Nếu như bây giờ các bạn còn phải bị người khác nhắc nhở kiểu đi học đi hay là bớt chơi đi hay là các thứ thì Giang nghĩ là chúng ta nên thay đổi một chút, bởi vì là nó chỉ đơn giản bắt đầu từ cái việc mà chúng ta tự giác ấy. Cái việc tự giác như vậy nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà xây dựng một cái cuộc sống sau này mà nó chủ thể. Là đôi mắt luôn nhìn ngắm lên bầu trời, dù cô đơn vây quanh luôn dõi theo mình em. Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương, cứ ôm mộng mơ đời theo anh giờ. Tựa như chiếc mắt như thật xa xăm, cứ âm thầm thương như chẳng nên cầu. Nhưng mà dường như những cái lần cuối thì nó đều diễn ra trong âm thầm. Chúng mình sẽ không biết đó là lần cuối, và từ đó trở đi thì có làm mọi cách cũng không thể gặp lại họ được. Giống như kiểu là hết duyên rồi ấy mọi người. Cái thành phố bé tí thôi nhưng mà cũng chẳng gặp lại nhau được nữa. Ngàn tầng khó xuyên qua đêm một thành mộng cối ra ướt thơm. Chợt anh như hè qua ngập tràn ấm áp nắng sớm. Dù hai ta ra đi và dù hai ta ra đi còn có đây bóng dáng ngày ấy. Một điều xa xưa ta đều vượt qua rồi. Mà thầy tin rằng các em chỉ cần cố gắng hết sức thôi, tin tưởng vào chính bản thân của các bạn ấy, thì những cái điều các bạn bỏ ra nỗ lực chắc chắn là sẽ thành công. Thế còn lúc chúng ta như này mà áp lực mà bỏ cuộc thì ai làm được? Và điều phi thường sẽ đến từ những điều mà các bạn cố gắng, không có áp lực, không có kim cương mà cố lên nhé. Chặng đường dài mình mệt nhoài đã một lần cùng ngã. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, kiên trì, không biết mệt mỏi. Để tạo ra chiếc bóng đèn thì ông Edison đã phải thử đi thử lại 10.000 lần. Và chính ông Edison đã từng nói, thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là mồ hôi và nước mắt. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình. Mong các em trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ ngã về sau. Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Thậm chí có những đoạn năm tháng, các em rồi sẽ phải gồng mình chống lại cả thế giới, nghi hoặc về bản thân, mất niềm tin rất nhiều về hiện tại. Thế nhưng để đứng được ở nơi không ai đứng được, bắt buộc phải chịu được những chuyện mà người khác không chịu được. Hy vọng sự nỗ lực của các em được công nhận, không hổ thẹn với chính mình. Chúc các em thuận buồm xuôi gió, thẳng tiến về những tháng ngày vinh quang. Vậy thì việc của chúng ta bây giờ không phải là đổ lỗi hay là cảm thấy tội lỗi cho bản thân mình khi không lớn lên trong một gia đình giàu có, khi không xinh đẹp hay là giỏi giang. Mà điều chúng ta cần đấy chính là phải thực sự nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì và dũng cảm bước đi, kể cả khi chúng ta không thực sự tự tin 100% vào bản thân mình. Mình nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tội lỗi nếu như mình trở nên lười biếng và phó mặc cuộc sống. Điều đấy mới là điều khiến mình cảm thấy tội lỗi. Người ta nghĩ gì về mình, người ta đánh giá như thế nào về mình, nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng đấy là bạn hiểu mình là ai, mình có gì, mình muốn trở thành ai, mình như thế nào. Hãy buông bỏ nhưng mà đừng dừng lại. Thấy một chuyện gì đó ngoài tầm với hoặc là không phù hợp với bản thân thì có thể lựa chọn buông bỏ, nhưng mà đừng bao giờ dừng lại. Hãy chuyển sự cố gắng sang một thứ khác, đừng bao giờ dừng lại quá trình cố gắng. Mình đã rất cảm ơn mình trong năm nay vì mình đã cố gắng trong cái giai đoạn mà mình suy sụp nhất. Trong cuốn sách Chưa kịp lớn đã trưởng thành có một trang sách viết như thế này. Ngày 38, tôi muốn nói cùng người. Sự dịu dàng của người mà bạn ngưỡng mộ là dùng những tổn thương để đổi lại. Sự thành công của người mà bạn cảm thán là dùng những nỗ lực để đổi lại. Sự tốt đẹp của người mà bạn yêu thích là dùng những tháng ngày chạy chật để đổi lại. Chẳng ai dễ dàng cả, chỉ hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng vì con đường mà mình đã chọn.